chào quý vị khán giả. Những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. Ông Putin ví sức công phá tên lửa Oresnik như thiên thạch, Ukraine ớn lạnh. Tổng thống Vladimir Putin đã khiến thế giới choáng váng khi công bố sức mạnh hủy diệt của tên lửa đạn đạo Oresnik mới của Nga trong cuộc phát biểu vào ngày 28 tháng 11. Ông mô tả vũ khí siêu thanh này có sức công phá mạnh mẽ tương đương với một vụ va chạm thiên thạch, nhấn mạnh rằng bất kỳ mục tiêu nào bị tên lửa này tấn công sẽ bị xóa sổ thành bụi, giống như một vụ nổ hạt nhân. Tại hội nghị thượng đỉnh CSTO ở Astana, Kazakhstan, Tổng thống Putin khẳng định rằng hệ thống tên lửa Oresnik với khả năng di chuyển nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh và mang theo hàng chục đầu đạn tự dẫn đã sẵn sàng được sản xuất hàng loạt. Ông đưa ra ví dụ về các miệng núi lửa lớn được hình thành từ các vụ va chạm thiên thạch trong lịch sử, chỉ ra sức tàn phá khủng khiếp mà Oresnik có thể gây ra. Chúng ta đều biết hậu quả là gì khi thiên thạch rơi xuống và những hồ lớn được hình thành, ông Putin nói. Tên lửa Oresnik không chỉ có khả năng tấn công các mục tiêu kiên cố mà còn có sức mạnh vượt trội hơn tất cả vũ khí phương Tây hiện có. Ông Putin khẳng định tên lửa này sẽ không có đối thủ nào trong tương lai gần và là một công nghệ vượt trội của Nga. Ông cảnh báo rằng nếu Ukraine tiếp tục sử dụng vũ khí tầm xa phương Tây để tấn công vào Nga, Moscow sẽ không ngần ngại sử dụng Oresnik để trả đũa nhắm vào các mục tiêu chiến lược như các trung tâm ra quyết định và cơ sở quân sự, công nghiệp của Ukraine. Cùng với đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo về loạt tấn công trả đũa mạnh mẽ nhằm vào các vị trí bệ phóng ATACMS của Ukraine và các cơ sở huấn luyện quân sự của phương Tây. Cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander đã phá hủy các thiết bị Mỹ cung cấp cho Ukraine, tiêu diệt ít nhất 30 binh sĩ và làm hư hại các hệ thống tên lửa HIMARS và MLRS. Vào cùng ngày, Nga cũng tiến hành một cuộc tấn công lớn nhắm vào cơ sở công nghiệp quốc phòng và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, sử dụng khoảng 90 tên lửa và hơn 100 máy bay không người lái. Nga dồn lực tấn công, Ukraine loay hoay không kịp trở tay. Trước đó, Nga đã mở rộng các cuộc tấn công vào nhiều khu vực trọng điểm của Ukraine, bao gồm Velikaya, Novosiolovka, Kurakhovo, Bokros và Kupiansk. Chuyên trang quân sự Aviapro đưa tin ngày 26 tháng 11, các lực lượng Nga đang gia tăng áp lực lên các vị trí quân đội Ukraine gần Velika Novosiolovka ở vùng Donetsk. Khu vực này được coi là quan trọng chiến lược, là chìa khóa để Moscow tiến xa hơn về phía Nam. Quân đội Nga cũng đang gia tăng hoạt động tại Kurakhovo, Donetsk, nơi vẫn là một điểm kháng cự mạnh của Ukraine. Moscow tiếp tục tập hợp lực lượng và thực hiện các cuộc tấn công nhằm kiểm soát thành phố này. Đồng thời, Nga cũng triển khai các đợt tiến công dữ dội tại Pokrovsk, một điểm nóng quan trọng ở Donetsk, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Tại Kupiansk, một trung tâm vận tải quan trọng thuộc tỉnh Kharkiv, quân đội Nga tiếp tục nỗ lực tiến quân. Điều này có thể gây tổn hại lớn đến hoạt động hậu cần của lực lượng Kiev. Các nhà phân tích nhận định, chiến lược tấn công đồng thời vào nhiều khu vực trọng yếu cho thấy đây là chiến lược có hệ thống của Nga, nhằm gây sức ép lên các điểm chiến lược của Ukraine. Phía Ukraine đang tích cực duy trì phòng thủ, củng cố các vị trí và chuẩn bị cho quân tiếp viện. Xung đột kéo dài hơn 1.000 ngày nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí leo thang nguy hiểm. Trước đó, Moscow đã phóng tên lửa đạn đạo Oresnik để tấn công cơ sở quốc phòng Ukraine tại Dnipro, đáp trả việc Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS và Storm Shadow do Mỹ và Anh cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, ông Jean-Noël Barrot đã khẳng định rằng Paris không đặt ra bất kỳ lằn ranh đỏ nào trong việc hỗ trợ Ukraine. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài BBC vào ngày 24 tháng 11, ông Barrot cho biết Ukraine có thể sử dụng tên lửa tầm xa của Pháp trên lãnh thổ Nga nếu mục đích là tự vệ, nhưng ông không xác nhận việc vũ khí Pháp đã được sử dụng. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp nhấn mạnh, nguyên tắc đã được thiết lập và thông điệp của chúng tôi đã được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp nhận tích cực. Ông cũng cho rằng các đồng minh phương Tây không nên áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với sự hỗ trợ Ukraine và không nên tạo ra lằn ranh đỏ. Nga tấn công dồn dập, Ukraine bất lực trông chờ vào đồng minh. Ukraine đang phải đối mặt với một cuộc tấn công dồn dập từ Nga, với những đợt không kích liên tiếp nhằm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng. Tình hình chiến sự ngày càng leo thang khiến cho dân cư và nền kinh tế Ukraine gặp nhiều khó khăn. Mới đây, theo bình luận của trang RBC Ukraine, ngoài các đảm bảo về quân sự chính trị, Ukraine còn trông cậy vào các đảm bảo về kinh tế và điều này có thể hiệu quả hơn các cam kết chính trị. Lý lẽ rất đơn giản, nếu các doanh nghiệp lớn từ phương Tây đang hoạt động tích cực tại Ukraine và tài sản của họ bị đe dọa,
thì họ sẽ gây sức ép buộc chính phủ của mình phải bảo vệ. Bài viết cũng nhấn mạnh sự đảm bảo an ninh hiệu quả nhất cho Ukraine vẫn là triển vọng trở thành thành viên NATO. Trong kịch bản này, Ukraine có thể dựa vào nguyên tắc an ninh tập thể được ghi trong điều 5 của Hiến chương NATO. Mục tiêu này đã được xác định là ưu tiên trong kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Cho tới nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa đáp ứng mong mỏi của Ukraine, nhưng Kiev vẫn hy vọng ông Biden có thể đưa ra quyết định lịch sử là khởi xướng lời mời Ukraine gia nhập NATO trước khi nhiệm kỳ Tổng thống của ông kết thúc. Có thể nói, những đảm bảo từ phương Tây cho Ukraine bao gồm hỗ trợ quân sự, chính trị và kinh tế. Các khía cạnh chính bao gồm cung cấp vũ khí hiện đại, huấn luyện quân đội Ukraine, áp dụng lệnh trừng phạt đối với Nga, đưa kinh tế Ukraine hội nhập với các đối tác phương Tây. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng vẫn là tư cách thành viên NATO. Theo báo cáo của Bloomberg, chính quyền Tổng thống Biden từng cân nhắc lời mời chính thức Ukraine gia nhập NATO, nhưng sau đó đã xem xét lại. Xung đột Nga-Ukraine đã có những bước leo thang mới khi Mỹ và đồng minh cởi trói vũ khí tầm xa cho Kiev. Tiếp đó, Moscow sáng 21 tháng 11, lần đầu tiên phóng tên lửa đạn đạo phi hạt nhân không thể đánh chặn mang tên Oresnik để tập kích vào một cơ sở tên lửa và quốc phòng ở thành phố Dnipro, Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin của Nga tuyên bố động thái của Nga nhằm đáp trả việc Ukraine được cho là đã sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất và tên lửa Storm Shadow của Anh để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga hôm 19 và 20 tháng 11. Trong bối cảnh đó, các lãnh đạo châu Âu đang tranh luận liệu có nên đưa quân vào Ukraine để huấn luyện và hỗ trợ hay không. Pháp đã công khai tuyên bố không loại trừ khả năng này. Trả lời phỏng vấn tờ The Hill khi tham dự diễn đàn an ninh quốc tế Halifax cuối tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pekku bác bỏ việc gửi binh sĩ hỗ trợ Ukraine. Ông Pekku cảnh báo việc đưa quân đội nước ngoài vào Ukraine tiềm ẩn rủi ro lớn hơn lợi ích. Theo ông, thời điểm hiện tại Ukraine cần nguồn tài chính để đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng của chính mình. Tôi nghĩ người Ukraine có thể tự xử lý mọi việc nếu chúng ta cung cấp đầy đủ những gì họ cần, ông Pekku nhấn mạnh. Theo ông, Ukraine đang sản xuất số đạn pháo gấp 6-7 lần Pháp và có khả năng sản xuất thiết bị quân sự trị giá khoảng 30 tỷ đô la mỗi năm, nhưng hiện chỉ có 15 tỷ đô la để đầu tư. Mỹ sẽ cấp Tomahawk cho Ukraine. Mỹ có thể sớm thúc đẩy kế hoạch chuyển giao tên lửa tấn công Tomahawk cho Ukraine, theo nhận định của giới quan sát. Xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài gần 3 năm qua, nhưng chưa có hồi kết, thậm chí đang có những bước leo thang nguy hiểm. Moscow sáng 21 tháng 11, lần đầu tiên phóng tên lửa đạn đạo, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Oresnik để tập kích vào một cơ sở sản xuất tên lửa và quốc phòng ở thành phố Dnipro, Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin, Nga sau đó tuyên bố, Nga phóng tên lửa không thể đánh chặn nhằm trả đũa việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất và tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga hôm 19 và 20 tháng 11. Trước diễn biến đó, Mỹ có thể sớm thúc đẩy kế hoạch chuyển giao tên lửa tấn công Tomahawk cho Ukraine, theo nhận định của giới quan sát. Nghị quyết của Đại hội Đồng nghị viện NATO hôm 27 tháng 11 đã kêu gọi các nước thành viên liên minh cung cấp tên lửa có tầm bắn 1.000 đến 5.000 km cho Ukraine theo quy định của Hiệp ước về lực lượng hạt nhân tầm trung, INF. RT cho hay, trước đề nghị của Đại hội Đồng nghị viện NATO, Mỹ và các đồng minh có thể sẽ sớm thúc đẩy kế hoạch chuyển giao tên lửa tấn công Tomahawk cho Ukraine. Dù có sự đồng thuận của Đại hội Đồng nghị viện NATO, kế hoạch viện trợ tên lửa tầm trung cho Ukraine vẫn chưa được quốc gia nào đứng ra cam kết viện trợ. Hệ thống tên lửa tầm trung có sẵn ở phương Tây là Tomahawk do Mỹ sản xuất, còn lại chỉ có vài quốc gia thuộc Liên minh NATO sở hữu tên lửa có tầm bắn hơn 1.000 km. Một giải pháp thay thế là Washington có thể cân nhắc cung cấp tên lửa GASSMER có tầm bắn khoảng 1.000 km và có thể triển khai từ máy bay chiến đấu F-16. Các chuyên gia nhận định, nếu Mỹ chuyển giao tên lửa Tomahawk hay GASSMER cho Kiev, có thể dẫn tới leo thang đáng kể xung đột. Nga khi đó sẽ phản ứng mạnh mẽ, có thể kéo Mỹ và NATO vào cuộc đối đầu trực tiếp với Moscow. Một số nhà phân tích cho rằng, động thái này là một phần trong chiến lược lớn hơn của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm làm phức tạp vấn đề hết mức có thể cho chính quyền tương lai của Tổng thống đắc cử Donald Trump.
Nga phản ứng trước thông tin Ukraine đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk. Phát ngôn viên Điện Kremlin cho rằng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang cố lôi kéo các nước phương Tây vào cuộc xung đột với Nga. Phát ngôn viên Dmitry Peskov hôm 31 tháng 10 đã đưa ra câu trả lời trên trước câu hỏi về thông tin Ukraine gần đây yêu cầu Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk. Vào cuối tháng 10, tờ The New York Times đưa tin rằng ông Zelensky đã bí mật yêu cầu Washington cung cấp tên lửa Tomahawk để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga. Kiev từ lâu đã công khai kêu gọi phương Tây dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng các loại vũ khí như vậy. Theo đài RT, ông Peskov nói, rõ ràng là tất cả kế hoạch hòa bình, tất cả kế hoạch chiến thắng, bí mật hay không bí mật, tất cả đều quy về việc Kiev lôi kéo các nước phương Tây vào cuộc xung đột càng nhanh càng tốt và hợp pháp hóa nó. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho rằng Ukraine đang bắt đầu thể hiện sự lo lắng đáng kể về tình hình ở tiền tuyến. Với tầm bắn lên tới 2.400 km, tên lửa Tomahawk có phạm vi tiếp cận lớn hơn bất kỳ loại vũ khí nào do phương Tây sản xuất từng được cung cấp cho Kiev trước đó. Để so sánh, hệ thống tên lửa AT-ACMS mà Ukraine nhận được từ Mỹ chỉ có tầm bắn 300 km. Các nguồn tin của The New York Times mô tả yêu cầu của Kiev là hoàn toàn không khả thi, đồng thời nói thêm rằng Ukraine đã không đưa ra lập luận thuyết phục với Washington về cách sử dụng vũ khí tầm xa. Song song đó, Tổng thống Zelensky cũng chỉ trích phản ứng bằng không của các đồng minh đối với nghi vấn Nga đưa binh sĩ Triều Tiên tham gia cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Zelensky nói rằng phản ứng yếu ớt sẽ cho phép Nga tăng cường lực lượng. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình KBS của Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Ukraine tin rằng Moscow đã đồng ý để Triều Tiên cử binh sĩ, kỹ thuật và một lượng lớn dân thường đến làm việc tại các nhà máy quân sự của Nga. Trong khi đó, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Robert Wood hôm 31 tháng 10 cho hay đã nhận được thông tin có 8.000 binh sĩ Triều Tiên ở khu vực Kursk, Nga. Theo hãng tin Reuters, đến nay Moscow vẫn không phủ nhận, cũng không trực tiếp xác nhận sự hiện diện của quân đội Triều Tiên trên lãnh thổ mình. Canh bạc mạo hiểm cuối nhiệm kỳ, ông Biden gieo hy vọng mong manh cho Ukraine. Giữa lúc xung đột Nga-Ukraine ngày càng leo thang căng thẳng trong những ngày gần đây, thì mới đây, Politico đã tiết lộ rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đang âm thầm yêu cầu Quốc hội xem xét phân bổ thêm 24 tỷ USD viện trợ cho Ukraine. Liệu rằng đây có được gọi là nỗ lực này của ông Biden là mong manh? Theo báo cáo của Politico, gói viện trợ gồm 16 tỷ USD bổ sung vào kho dự trữ vũ khí chuyển tới Ukraine của Mỹ và 8 tỷ USD trả cho các nhà sản xuất vũ khí Mỹ theo các hợp đồng hỗ trợ quân đội Ukraine. Trước đó, chính quyền ông Biden cam kết sẽ chi hết số tiền đã được phê duyệt cho Ukraine trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Hồi tuần trước, Tổng thống đương nhiệm cũng xóa khoản nợ 4,7 tỷ USD cho Ukraine, số tiền thuộc một phần gói viện trợ được Quốc hội Mỹ phê duyệt hồi tháng 4. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Rossiya Gazeta hôm 27 tháng 11, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhận định xung đột Ukraine còn chặng đường dài mới đạt được giải pháp ngoại giao, viện dẫn các động thái gây leo thang căng thẳng gần đây của phương Tây. Ông Lavrov nhấn mạnh, việc Mỹ, Anh và Pháp gần đây chấp thuận cho Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công vào lãnh thổ Nga chính là một bước leo thang khác. Họ phớt lờ hoàn toàn tất cả cảnh báo từ Nga rằng những hành động không thể chấp nhận được này sẽ phải hứng chịu phản ứng thích đáng, vị Bộ trưởng chia sẻ. Ông Lavrov lưu ý, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã làm rõ cách Nga sẽ phản ứng với những bước đi như vậy trong bài phát biểu vào tuần trước sau khi Moscow dùng tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung Oresnik nhắm vào một cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine. Không hành động nào từ đối thủ khiến chúng tôi từ bỏ việc đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Chúng tôi sẵn sàng cho mọi diễn biến, nhưng chúng tôi luôn muốn giải quyết các vấn đề tranh cãi bằng biện pháp hòa bình, ông khẳng định. Để đạt được giải pháp ngoại giao giữa Nga và Ukraine, nguyên nhân gốc rễ cuộc xung đột phải được xóa bỏ, ông Lavrov giải thích thêm. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Miley từ Đảng Cộng Hòa đã phản ứng tiêu cực với yêu cầu tài trợ mới từ Nhà Trắng khi cho rằng động thái của ông Biden sẽ gây ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán hòa bình của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2024, ông Donald Trump từng tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ. Tỷ phú Elon Musk, người chuẩn bị lãnh đạo một bộ phận nỗ lực cắt giảm chi tiêu liên bang, cho rằng yêu cầu của ông Biden không ổn, nhấn mạnh số tiền đó sẽ khiến xung đột kéo dài mãi mãi nếu Quốc hội chấp thuận. Trong những ngày cuối nhiệm kỳ, Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực củng cố lập trường ủng hộ Ukraine
trước khi ông Donald Trump có thể trở lại Nhà Trắng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống đắc cử cam kết sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột gần 3 năm ở Ukraine, có thể thông qua một giải pháp đàm phán. Chính vì vậy, ông Biden đang tìm cách tạo ra điều kiện thuận lợi nhất cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo hãng tin Bloomberg, một trong những bước đi đáng chú ý của ông Biden gần đây là cho phép Kiev tấn công các mục tiêu quân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga, một động thái bị Moscow và đội ngũ của ông Trump chỉ trích là sự leo thang không cần thiết. Nhà Trắng cũng nhanh chóng phê duyệt việc gửi mìn chống bộ binh, xóa nợ gần 5 tỷ USD và trừng phạt một ngân hàng lớn của Nga chuyên xử lý thanh toán khí đốt. Những bước đi này, cùng với các biện pháp khác đang được xem xét, phần nào nằm trong chiến lược của ông Biden để củng cố vị thế của Ukraine, giúp Kiev thể hiện khả năng trả đũa Nga. Điều này cũng giúp Ukraine ở vị thế mạnh hơn trong các cuộc đàm phán sau này. Tuy nhiên, không phải tất cả những động thái gần đây của ông Biden đều hoàn toàn bị ông Trump phản đối. Bà Senbi Majid, Phó Giám đốc Trung tâm Á-Âu của Hội đồng Đại Tây Dương cho biết, một số quyết định của ông Biden có thể vô tình hỗ trợ ông Trump khi đưa Ukraine vào vị thế mạnh mẽ hơn trong bất kỳ cuộc đàm phán nào về xung đột. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cũng đang gấp rút sử dụng hết số tiền còn lại được Quốc hội Mỹ phân bổ cho Ukraine, khoảng 9 tỷ USD, trong khi Mỹ đã cung cấp hơn 64 tỷ USD viện trợ quân sự cho quốc gia này. Tuy nhiên, khả năng ông Biden tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine đang gặp giới hạn vì phần lớn ngân sách còn lại chỉ có thể sử dụng cho các vũ khí có sẵn trong kho dự trữ của Lầu Năm Góc. Nếu rút cạn quá mức, điều này có thể gây nguy hiểm cho khả năng phòng thủ của chính Mỹ. Seoul hứng tuyết dày ngày thứ hai, gần gấp đôi kỷ lục thế kỷ so với hôm trước đó. Hàn Quốc đang vật lộn với ngày tuyết rơi dày thứ hai với ít nhất 4 người đã thiệt mạng, có nơi ở Seoul lớp tuyết lên tới 40cm. Theo Yonhap, tuyết vẫn tiếp tục rơi dày ở thủ đô Seoul, ở Hàn Quốc, cũng như các khu vực lân cận ngày thứ hai liên tiếp, với mức tuyết kỷ lục 40,2cm ở phường Gwanak của Seoul và 47,5cm ở thành phố Yeongin, cách Seoul 40km. Trong quá khứ, lượng tuyết rơi theo khu vực lớn nhất từng được ghi nhận dựa trên các phép đo chuẩn được thực hiện tại trạm thời tiết Seoul ở Yongno-wa là 31cm vào ngày 24 tháng 3 năm 1922. Trước đó, vào hôm 27 tháng 11, Seoul chứng kiến trận tuyết rơi tháng 11 lớn nhất kể từ khi bắt đầu quan sát thời tiết hiện đại vào năm 1907, với lượng tuyết trung bình của thành phố lên đến 16,5cm. Tuyết vẫn không ngừng rơi vào ngày 28 tháng 11 và tính đến 8 giờ sáng theo giờ địa phương, lượng tuyết trung bình đã lên tới 28,6cm, tức gần gấp đôi con số của một ngày trước đó. Giao thông chậm lại ở Seoul và các khu vực thủ đô xung quanh khi chính quyền chặn một số tuyến đường, bao gồm cả tuyến đường ở phía đông phường Gwangin, nơi có một cây lớn đã đổ, dường như là do sức nặng của tuyết. Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc cho biết một số chuyến tàu điện ngầm đang bị chậm trễ do công nhân phải dọn tuyết và cành cây gãy khỏi đường ray. Công ty cho biết họ có kế hoạch đưa thêm 10 chuyến tàu vào hoạt động trên các tuyến tàu điện ngầm ở khu vực thủ đô để giảm bớt tình trạng tắc nghẽn vào giờ cao điểm buổi sáng. Chính quyền thành phố Seoul cũng cho biết hơn 11.000 nhân sự và gần 20.000 thiết bị đã được huy động để dọn tuyết trên đường. 750 hộ gia đình ở phường Mapo, phía tây bắc Seoul đã bị mất điện vào buổi sáng, trong khi 270 hộ gia đình khác trong cùng quận bị mất nước khi đường dây điện bị đứt do cây đổ. Một số trường học ở Seoul và khu vực xung quanh đã điều chỉnh giờ học hoặc tạm cho nghỉ học trong ngày. Tuyết rơi dày cũng làm gián đoạn các chuyến bay trong ngày thứ hai, với 114 chuyến bay quốc tế và 28 chuyến bay nội địa bị hủy, theo Yonhap. Theo Reuters, sân bay chính của Seoul là Incheon bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngay cả các chuyến bay vẫn còn hoạt động, hành khách cũng bị chậm trễ trung bình 2 giờ. Tỷ lệ trễ chuyến trong ngày 28 tháng 11 lên tới 14%, tỷ lệ hủy chuyến là 15%. Trang web theo dõi máy bay Flightradar24 cho biết, 99 chuyến phà thuộc 76 tuyến khác nhau cũng bị hủy bỏ. Theo Reuters, ít nhất 4 người đã thiệt mạng được ghi nhận ở Hàn Quốc trong đợt tuyết khắc nghiệt này. Trong khi Yonhap thông tin các ca thiệt mạng có một người ở thành phố Yeongin và một người ở thành phố Pyeongtaek đều cách Seoul không xa. Cơ quan thời tiết dự báo tuyết sẽ ngừng rơi trong ngày 28 tháng 11, đầu tiên là tại Seoul, Incheon và phía bắc tỉnh Gyeonggi trong buổi chiều.
Đến đêm, tuyết cũng sẽ ngừng rơi tại phía nam Gyeonggi và các vùng sâu vùng xa, miền núi của tỉnh Gangwon. Một số tỉnh khác tại Hàn Quốc sẽ có tuyết rơi đến ngày 29 tháng 11, nhưng một số vùng của tỉnh Heola và đảo Jeju sẽ hứng tuyết đến ngày 30 tháng 11. Cảnh báo tuyết rơi dày trên toàn thành phố Seoul đã được dỡ bỏ, tuy nhiên một số khu vực lân cận quanh thủ đô hiện vẫn duy trì cảnh báo. Trung Quốc, đầu hè mà tuyết rơi dày, nhiều nơi mưa lạnh, lốc xoáy. Trước đó, vào cuối tháng 4, Trung Quốc liên tiếp xảy ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan thất thường. Nổi bật trong số đó là hiện tượng đầu hè mà tuyết đã rơi dày, nhiều nơi mưa lạnh, lốc xoáy. Cụ thể, vào trưa 29 tháng 4, mưa lớn bất ngờ đổ xuống thành phố Trường Sa thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, khiến phần mái của nhà ga Nam Trường Sa bị dột. Theo đoạn video quay lại tại hiện trường, nước chảy xuống xối xả như thác đổ, gây ra tình trạng hỗn loạn tại nhà ga. Sau đó, Tập đoàn Đường sắt Quảng Châu cho biết nguyên nhân là hệ thống thoát nước trên trần nhà bị hư, khiến nước tràn xuống khu chờ số 10, khu B. Trong khi đó, tin tức về tuyết rơi ở tỉnh Hà Bắc trở thành chủ đề thu hút sự chú ý trên nhiều nền tảng xã hội ở Trung Quốc. Từ ngày 27 tháng 4, nhiều nơi ở tỉnh Hà Bắc xuất hiện tuyết rơi, mùa đông ập đến chỉ sau một đêm, có nơi tuyết rơi dày tới 32cm. Nhiều cư dân mạng than thở, tuyết rơi dày đặc trước khi mùa hè bắt đầu. Một cư dân mạng viết, gần đầu hè, ngày 5 tháng 5 mà vẫn có thể có tuyết. Tại Trương Gia Khẩu, người dân đã phải mặc quần áo mùa đông khi ra ngoài. Ngày 28 tháng 4, Đài quan sát khí tượng huyện Vi Trường, Hà Bắc phát tín hiệu cảnh báo màu cam về tuyết rơi dày đặc. Nhiều nơi khác ở Hà Bắc cũng đưa ra cảnh báo gió mạnh và cảnh báo sấm sét. Một số nơi có thể xảy ra bão tuyết và nền nhiệt xuống thấp. Tuyết cũng rơi ở nhiều nơi tại khu tự trị Nội Mông. Trong hai ngày 28 và 29 tháng 4, tuyết rơi dày đặc ở thành phố Xích Phong và một số địa phương khác. Trong ngày 29 tháng 4, xuất hiện mưa tuyết cục bộ, mưa tuyết nhẹ. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo ngày 30 tháng 4 và đêm 1 tháng 5, dông lốc, gió lớn, gió giật cấp 8 trở lên hoặc mưa đá sẽ xảy ra ở hầu hết các khu vực phía nam sông Dương Tử, như Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Tây và Quảng Đông. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, một số khu vực thuộc tỉnh Giang Tây, Phúc Kiến và Quảng Đông sẽ có mưa lớn, với lượng mưa lên tới 80mm trong một giờ. Trưa 30 tháng 4, một số cư dân mạng loan tin có lốc xoáy ở huyện Nhiêu Bình, thành phố Triều Châu, Quảng Đông. Các đoạn clip cho thấy con đường hỗn loạn và cây cối ngã đổ. Trung Quốc cũng đang bước vào kỳ nghỉ lễ lao động kéo dài 5 ngày, khiến nhu cầu di chuyển tăng cao. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.